yêu là chọn. Trải qua một ngày tìm hiểu nhau và cuối cùng để xác nhận tình cảm của mình dành cho chàng trai nào, Nhi sẽ có cuộc hẹn riêng với từng người. Thắng đã có một điều bất ngờ tặng cho Nhi khi tự tay làm món đặc sản của khu nghỉ dưỡng Forever Green Resort. Nhờ anh giúp đỡ chút. Dạ. Bạn em từ trưa giờ cái ở đây cũng đi khá là mệt. Chắc là cô đang khát nước. Em muốn tự tay mình pha cho cô một ly nước nào đấy. Nhờ anh giúp đỡ em được không ạ? Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Em nghĩ là con gái thì thường thường họ hay thích uống những cái đồ nước nào mà vừa đẹp da này. Và lại thanh mát này. Em nghĩ là Nha Đam là nước thích hợp ấy. Nha Đam đây là Nha Đam cam này, đặc sản của resort. Dạ vâng. Tốt và cho sức khỏe cho anh. Dạ vâng. Giờ là anh ơi chỉ dụ anh chỉ giúp em. Này là hai mẫu này. Dạ. Cảm ơn anh đã tiết lộ bí quyết. Em nghĩ là xong ngày hôm nay chắc em về cái em cũng phải học để mà pha cho bạn đi uống nhiều hơn. Không có đâu, có lắm luôn. Dạ. Liệu Thắng có chinh phục được Nhi trong lần nói chuyện cuối cùng này? Cảnh ở đây đẹp quá nhờ. Đây này, em ngồi bên này nè. Hôm nay em đi chơi em cảm thấy thế nào? Cũng vui, nói chung là em trải nghiệm từng nhiều thứ, được biết anh thì em cũng thấy vui. Sau một ngày thời gian chúng ta được tham gia trò chơi thì em cảm nhận chúng ta hợp nhau lắm không? Em thấy về cách nói chuyện, cách cư xử, về tính cách thì em thấy là anh khá hợp với em. Khoảng độ nói chung là gần như 80%, nói chung là cái cách anh nói chuyện, cách sống, về quan điểm tình cảm thì hợp với em. Tuy anh là người nhiều lúc anh cũng hài hước, tếu táo, nhưng mà khi mà về trong chuyện tình cảm thì đối với anh tình yêu nó không phải là trò chơi. Mà cần nhất là phải sự chân thật. Và anh có thể là cầm bàn tay em để em nắm được, để em cảm nhận được những cái điều mà anh đang nói. Ok, vậy là nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Tay anh hơi ấm hơn nhiều. Thì em nghĩ thì mình sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Để có thể là em muốn sự nghiêm túc trong tình cảm nha. Không muốn là có thể là trong lúc mình nói chuyện hay là mình vui chơi có thể là đùa với nhau, có thể nói như thế nào như thế cũng được, nhưng trong tình cảm thì mình phải có một thái độ cực kỳ nghiêm túc, để tại vì mỗi lần mà bắt đầu như thế nào đó để tránh sự tổn thương cho đối phương hay là cho riêng bản thân mình cũng vậy. Đúng rồi. Chúng em đã nắm tay với nhau hai lần. Lần buổi sáng thì là một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng mà để cho chúng em bớt run hơn qua cái nắm tay của bạn gái chiều nay thì em cũng cảm nhận được là cô gái đó cũng rất là ấm áp. Anh sẽ dành cho em một bất ngờ nhá. Em nhắm mắt vào đi. Có bất ngờ thì không? Anh định làm gì vậy? Đó, cho anh xin 1:30 thôi. Tèn tèn tèn, mở mắt ra nào. Hả? Lại có ly trà đào nữa hả? Thích vậy? Không, đây không phải là trà đào. Em cứ nghĩ trà đào. Mà đây là Nha Đam cam, một đặc sản ở đây đấy. Dễ hả? Em uống được, uống thử nha. Em muốn thử. Vô chứ hả? Mừng cho mình gặp nhau. Chú muốn thấy ngon không? Ngon, ngon thiệt luôn á. Đặc sản ở đây luôn á hả? Ngon quá trời luôn anh. Mới đầu khi mà gặp anh thì em thấy anh thế nào? Em thấy anh nói nhiều. Nói nhiều hơn em sợ. Hơi sợ một chút. Tại vì em ngại người nói nhiều hơn em. Vậy từ giờ anh sẽ bớt nói lại nhá. Không phải là bớt nói lại, nói chung có thể nói với em, nhưng mà đừng nói với nhiều người quá. Vậy anh có thể nói với em bất cứ lúc nào cũng được. Em yên tâm, trái tim anh của anh chỉ có một thôi. Và anh hy vọng rằng sau hôm nay thì sẽ có một người nắm giữ cái chìa khóa để nắm giữ trái tim anh. Bảo đảm là chỉ có một chìa khóa thôi nha. Không có chìa khóa xe cua nha. Thôi chào em, anh phải đi rồi. Dạ chào anh, hay là mình sẽ gặp lại. Chắc chắn mình sẽ gặp lại nha. Em nghĩ là đối thủ chiều nay của em là một bạn trai cũng rất là có nhiều ưu điểm. Mặc dù bạn ấy ít nói hơn em, nhưng mà đôi khi chính những sự ít nói như thế lại làm cho các cô gái thêm phần cuốn hút. Bởi các cô gái thường thường hay tò mò. Giữa hai chúng em là hai thái cực rất là khác biệt với nhau. Nhưng mà chúng em cũng đều có những cái thế mạnh riêng của mình. Em nghĩ là cả hai chúng em đều có cơ hội.
Còn sự lựa chọn hay không đấy là thuộc về cô gái. Nãy giờ có mệt không? À, còn mệt tới giờ. Bỏ nhiều sức, đổ nhiều mồ hôi. Bình thường. Nhưng bây giờ hiện tại đang rất là đẹp trai, rất là tinh tất cái kiểu. Em thấy anh, tôi là ít nói nhưng mà em cảm nhận được nhiều cái anh. Em cũng thích một con người ít nói mà làm tính như vậy. Nhưng mà anh có ngại là, tại vì em bình thường em cũng nói nhiều lắm á. Anh có ngại vì em nói nhiều quá không? Em nói nhiều lắm luôn á. Không đâu, tại vì bình thường anh cần người nào nói nhiều để bớt lên đúng không? Đúng rồi, để anh nói vô nữa. Đúng rồi, tại vì anh mà gặp một người ít nói thì chắc là sẽ khó hòa nhập. Nên là anh cũng tìm người chung là vui vẻ hết, hòa đồng. Từ lần đầu, từ lúc mà em chưa thấy mặt luôn á nha, em qua cái cách nói chuyện á thì em đã có ấn tượng tốt rồi. Nói chung là cũng đặc biệt nhất cái cảm giác đó thì em nghĩ là em cảm nhận đúng cho tới tận bây giờ. Cho dù có chọn hay không, hay là mình có đi tiếp nhau hay không, thì em cũng rất vui vì được gặp anh. Cảm ơn em. Nói chung là nếu mà em cho anh cơ hội để tìm hiểu nhau thì sâu hơn, anh có thể xin phép nắm tay một lần cuối được không? Sao gọi là lần cuối? Lần cuối ở đây thôi đúng không? Tại đây thôi ạ. Rồi. Còn là tiếp sau nữa thì anh không biết, nhưng mà muốn truyền cảm xúc thử xem em có còn coi giống như lúc đầu. Dạ rồi. Rồi có giống như lúc đầu không? Vẫn như hồi sáng. Vẫn như hồi sáng. Hồi sáng người khác đó. Hồi sáng người khác đó. Hồi sáng là người khác đó. Có em đó cho anh. Rồi chắc chắn thì là được rồi đó. Dạ. Thì bọn sẽ gặp lại anh nha. Dạ. Thật ra bây giờ mình cũng không biết là sẽ phải nên chọn ai. Anh Thắng hay anh Cẩn thì đều có mỗi điểm mạnh riêng cũng như có cá tính riêng của mình. Thì một người thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn một người thì rất là hiền lành và trầm tính thì cũng tạo cho mình cảm giác an toàn. Còn một người thì cho mình cảm giác rất là thoải mái khi mà ở bên cạnh anh ấy. Mình nghĩ mình cũng hoàn toàn có cơ hội được cô lựa chọn. Bởi vì mình cũng có thế mạnh của riêng mình. Đó là mình nghĩ là mình có cách nói chuyện theo kiểu hài hước, làm cho cô có cảm giác gần gũi. Còn một điểm mạnh nữa, đó là sự chân thành của mình. Mình hy vọng là cô sẽ cảm nhận được những điều đó. Mình nghĩ là mình sẽ có 80% cơ hội. Khi sắp tới á, bạn gái sẽ tặng hoa một người, tặng hoa từ chỗ một người, thì cảm xúc của mình á thì cũng rất là run và hồi hộp. Mình cũng tự tin 70% cô gái sẽ chọn mình. Thực ra thì giữa hai anh thì mình thật sự tính bây giờ qua trải qua cuộc nói chuyện, trải qua 2 giờ chơi, rồi trải qua cái hành trình từ suốt buổi, thì mình thật ra tới bây giờ mình cũng chưa biết là sẽ phải chọn ai. Đối thủ của mình hôm nay là một chàng trai, mình thấy cũng là một đối thủ khá là nặng ký của mình. Còn con gái thì họ có lý lẽ riêng của họ và họ sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Anh Thắng hôm nay là một đối thủ rất là nặng ký. Anh ấy có nhiều ưu điểm, nói chuyện vui vẻ, hài hước, làm mọi người cười. Còn ở mình thì mình cũng có điểm mạnh, điểm đạm, ít nói, thể hiện bằng hành động. Anh nghĩ là đôi khi lầm lì nó lầm lì lại xì ra khói. Chính những người mà lù lù vậy có khi ôm lù vào chạy. Nhưng mà anh nghĩ là cơ hội của anh em ta là nói chung là cân bằng 50-50. Thì em cũng như nghĩ 50-50. Tại vì quyết định của cô ấy thì em cũng chẳng biết cô ấy nghĩ gì. Tại vì chưa có hiểu được hết. Cuối cùng, thời khắc quyết định khó khăn nhất cũng đã đến. Ai sẽ được chọn để tỏ tình và ai sẽ phải nhận hoa từ chối từ Nhi? Rất vui gặp lại hai anh. Anh nào cũng xinh, cũng đẹp. Thank you. Thì bây giờ thì mình đã trải qua cả một quá trình, cả một ngày với nhau. Thì đến lúc thì em cũng phải quyết định đưa ra sự lựa chọn của mình. Đối với anh Thắng, em rất thích anh. Tại vì anh cho em cảm giác thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Còn anh Cẩn, tuy anh là anh hơi ít nói một chút, đi với anh tại em nói không à. Em phải chủ động gợi mở cho anh nhiều thứ để anh có thể nói tiếp. Thì em hy vọng là sau này á, anh sẽ chủ động hơn nha. Có thể là mình là người con trai ở bên cạnh người phụ nữ của mình sau này mà.
nên mình phải tạo cho người đó cảm giác là mình có thể che chở, có thể là cho cô ấy cảm giác an toàn. Hai anh thì em đều có dành những cái suy nghĩ đặc biệt dành cho mỗi người, nhưng mà thì chọn thì em chỉ có thể chọn một thôi. Nên là em hôm nay em sẽ dành tặng hoa này cho một người. Hy vọng là cho dù như thế nào đi chăng nữa, có nhận đó hoa này thì hai anh cũng vui vẻ, vì mình đã có những kỷ niệm rất là đẹp với nhau trong suốt ngày hôm nay nha. Nên là đi ra. Quá mệt luôn đúng không? Không, nhưng mà em cảm thấy là sự cố gắng hết mình của anh Hương không để chân chạm đất được. Vì em, vì em làm tất cả mà. Anh sợ khó quá. Tin em chưa? Anh sẽ cố. Anh rồi, đập thẳng. Đó chưa? Rồi. Mà là sao? Ráng lên. Cảm ơn anh đã tiết lộ bí quyết. Chỉ là nắm tay thôi đúng không? Dạ rồi. Tay anh hơi ấm, ấm hơn nhiều. Thì em nghĩ thì mình sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Thì thì lúc đầu thì mình đã có ấn tượng tốt với anh Cẩn hơn, nhưng mà sau cuộc nói chuyện với lại em gái thì cô em thì biết rõ về tính cách cũng như là sở thích của mình cũng như là cuộc sống của mình như thế nào, thì nhìn qua hai anh thì cô bé lại bảo là anh Thắng thích hợp hơn với mình. Thì vì anh Thắng lớn tuổi hơn, chững chạc hơn, có thể tạo cho mình một cuộc sống hoặc là một chỗ dựa an toàn hơn là anh Cẩn. Thì dù gì anh Cẩn cũng kém hơn mình 2 tuổi, so với anh Thắng thì anh Cẩn vẫn thua một chút. Thì em xin lỗi một anh, tại vì em chỉ có thể chọn một thôi. Nhưng mà mình cũng đã rất vui rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Em xin lỗi anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ rồi. Em chúc anh là những cái dự định trong sự nghiệp của anh sau này cũng như trong công việc, anh sẽ đạt được tất cả những gì như mình mong muốn. Em hy vọng anh cũng vui vẻ vì những gì mình đã trải qua ngày hôm nay nha. Tất cả sự quyết định hay không đó là phụ thuộc vào em. Dạ. Và anh tôn trọng điều đó. Dạ. Và anh nói là anh cũng sẽ chúc phúc cho người bên người nào mà em lựa chọn. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn anh Thắng ạ. Nói chung là cảm giác cũng buồn, cũng hụt hẫng. Em tin rằng cũng sẽ có một người nào đó sẽ phù hợp với em. Và cuộc sống này thì nói chung là ai cũng có một nửa của mình đang đợi phía trước. Có điều nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Thất bại thì mình lại có dịp để mà nhìn nhận lại bản thân mình, để mình tiết chế lại những cái nhược điểm mà mình đang vướng phải. Chính sự điềm đạm ít nói, chỉ thích thể hiện bằng hành động, Cẩn đã chinh phục được trái tim của Nhi. Anh Cẩn ơi! Anh có thể đi đi với em được không? Chào em. Đợi nãy giờ rồi đó. Em muốn cộng hay là ẩm đây? Hay là anh cộng em đi nha. Được chưa? Rồi. Nặng không? Trả bông cho em. Dạ rồi, cảm ơn. Anh là người cuối cùng em lựa chọn cuối cùng, hay là lựa chọn của em. Thì em thấy là cảm giác bắt đầu của mình không có sai. Cho đến tận bây giờ thì nó cũng là đúng. Anh là một người rất là ít nói, nhưng mà thôi, để sau này cái gì cần nói, nếu mà anh nói không được thì để em nói. Cái gì anh gánh vác được thì anh sẽ gánh vác, còn không được thì để em lo. Do là em quên mang quà, nhưng mà không quà thì cũng phải có hoa. Nói chung là sẽ có một điều đặc biệt cho hôm nay, là em sẽ là người tặng hoa cho anh. Anh sẽ là người tặng gấu cho em. Em gửi cho anh Cẩn nha. Cảm ơn em. Cái này là để làm niềm tin thôi, còn hoa thì em sẽ gửi sau. Anh cảm ơn anh. Con nhỏ trước cho con to sau nha. Dạ được.
Cảm ơn. Rất vui. Thì lời cảm ơn em có thể nhắm mắt lại được không? Dạ được. Cả hai đã tìm thấy nhau khi đến với chương trình. Hy vọng Nhi và Cẩn sẽ cùng nhau bước tiếp trên chặng đường dài trong tương lai. Chọn